Đây là một bài viết của tác giả Hà Chan, Fallacy, Ngụy Biện, phần 1. Các bạn có thể vào link của bài viết, đọc những phần bình luận ở bên dưới để có thêm những góc nhìn khác nữa nha. Còn mình là Isa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nào. Lỗi diễn đạt và dùng từ không chỉ là một vấn đề của ngôn ngữ, mà còn là vấn đề của tư duy và logic học. Nhiều trường hợp trong số đó được liệt vào lỗi ngụy biện. Ngụy biện là một chủ đề khá là hay. Đối với nhiều người quan tâm và đã tìm hiểu thì sẽ không còn xa lạ gì với nó nữa. Nhưng mà vì sao mà mình vẫn viết bài này? Vì kiến thức là vô hạn nên chắc chắn là sẽ vẫn có người chưa biết. Mình tổng hợp lại những gì cô đọng và gần gũi nhất để giúp mọi người có thể dễ tiếp cận hơn. Sau đó thì chúng mình có thể cùng nhau phân tích kỹ hơn những ví dụ về lỗi ngụy biện vẫn gặp hàng ngày. Quan trọng là mình thích viết ở trên Spiderum, tranh luận thoải mái hơn, tính bảo mật thì cao hơn, mà tìm kiếm bài thì cũng dễ dàng hơn nữa. Ê, đây là tác giả tự nói nha, mình không hề quảng cáo. Nếu lên Google và gõ từ ngụy biện thì bạn sẽ thấy hàng loạt kết quả xuất hiện. Hầu hết thì sẽ đều na ná nhau và đa phần thì sẽ đều dịch từ các nguồn tiếng Anh. Ở đây thì mình sẽ tổng hợp lại các nguồn chính như là thư viện khoa học do một nhóm tác giả đã tìm hiểu và nghiên cứu, hoặc là trang triết học.edu.vn do tiến sĩ Phạm Đình Nghiệm viết, hay là sách những trò ngụy biện. Ngoài ra, các bạn muốn cập nhật về các ví dụ thì có thể tìm đến fanpage Ngụy Biện Fallacy hay là blog của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, hoặc là ở trên kênh YouTube Cornish.org và cũng như là các sách logic khác. Bài viết của mình thì dự kiến là sẽ có 3 phần. Phần 1 là khái quát về ngụy biện. Phần 2 là các loại ngụy biện và ví dụ. Phần này thì mình chủ yếu là tổng hợp lại. Và phần 3 là các ví dụ về ngụy biện. Phần 3 thì chủ yếu là để bàn luận. Phần 1, khái quát về ngụy biện. Ngụy biện là gì? Trong nhập môn logic học, tiến sĩ Phạm Đình Nghiệm đã đưa ra định nghĩa như thế này. Ngụy biện là sự cố ý vi phạm các quy tắc logic ở trong suy luận nhằm mục đích đánh lạc hướng người nghe, người đọc, làm cho người khác nhầm tưởng cái sai là đúng và cái đúng là sai. Theo ý kiến của mình thì ngụy biện không hẳn lúc nào cũng là cố ý, bởi vì cũng có nhiều người ngụy biện mà thậm chí không biết mình đang ngụy biện. Trong tiếng Việt, ngụy là giả dối, biện là tranh biện, biện luận. Suy ra, ngụy biện tức là sự biện luận giả dối. Trong tiếng Hy Lạp, ngụy biện là một cái từ mà mình không biết đọc như thế này, được hiểu là một cái lỗi, ở đây là lỗi trong thao tác tư duy. Plato là nhà triết học Hy Lạp đầu tiên có công sưu tầm những ví dụ về ngụy biện. Aristotle, học trò của Platon, là người đã liệt kê và phân loại các loại ngụy biện. Sau đó thì cũng đã có khá nhiều những nhà triết học, logic học như là John Locke, John Stuart Mill, Jeremy Bentham hay là Maurice Engel cũng đã có nhiều cống hiến quan trọng trong việc nghiên cứu về ngụy biện. Như vậy, tóm lại, ngụy biện luôn là một vấn đề của logic học, đó là vấn đề loại bỏ những suy luận hay là diễn giải phi logic nhằm hướng sự minh triết, chân thực ở trong tư duy. Vậy vì sao cần tìm hiểu về ngụy biện? Ngụy biện luôn hiện hữu ở quanh ta. Ở đâu có tranh luận thì ở đó sẽ xuất hiện ngụy biện. Trên các chương trình TV, trên các mặt báo, các diễn đàn hay trong chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và bất cứ ai cũng có thể mắc lỗi ngụy biện. Chỉ cần bỏ qua các nguyên tắc trong tranh luận, hiếu thắng một chút, muốn chứng minh quan điểm của mình hay là thiếu hiểu biết thì sẽ dẫn đến tư duy logic sai. Và rồi, rất dễ sa đà vào ngụy biện. Không chỉ riêng Việt Nam mà ở Úc, ở Mỹ, châu Âu, người ta đều thấy được sự yếu kém trong tranh luận cộng đồng. Điển hình là vụ Holocaust hay là Nazi. Không phải người tư duy kém, học vấn thấp mới mắc phải lỗi ngụy biện, mà ngay cả những người có hiểu biết, trình độ cao vẫn có thể mắc phải. Ngụy biện còn được cho rằng là đã xuất hiện trong các câu chuyện dân gian từ ngày xưa, ví dụ như là Trạng Quỳnh, Ba Giai Tứ Xuất. Trong khi người xưa cho rằng đó là đại diện của sự thông minh, nhanh trí, thì nhiều người
đã chỉ ra hàng loạt lỗi ngụy biện ở trong cách suy luận của Trạng và cho rằng đó là cách suy nghĩ khôn vặt, gian manh, gây ảnh hưởng xấu đến thế hệ sau này. Phần này thì chúng ta có thể bàn luận sau. Tìm hiểu về ngụy biện thì chúng ta sẽ tránh được các lỗi trong tranh biện. Ngoài ra thì còn nâng cao khả năng tư duy và phản biện nữa. Cuối cùng thì theo mình, ngụy biện là một chủ đề khá là thú vị. Ngay cả khi đã thuộc nằm lòng các quy tắc thì vẫn có thể mắc phải. Càng tìm hiểu và phân tích các ví dụ về ngụy biện thì sẽ càng thấy một điều là bể kiến thức thật là bao la và từ trước đến giờ mình đã phạm lỗi quá nhiều lần. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào sparroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.